Sau khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Việt Cộng đã không tôn trọng, bắt đầu huấn luyện các binh sĩ. Các em vị thành niên cũng bị xua quân vào miền Nam. Sau đây, chúng tôi xin mời quý khán giả nghe bản tin tức tổng kết cuối cùng từ Đài Phát thanh Sài Gòn với xứ ngôn viên Mai Liên trong giờ phút hấp hối của miền Nam tháng 4 năm 1975. Bây giờ mời quý khán giả nghe tổng kết tin tức trong 2 tháng từ trung tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 4. Thưa quý khán giả, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân, bỏ trọn vùng cao nguyên, Côn Trung, Pleiku, 30 thuộc. Dân chúng bắt buộc phải di tản đường bộ theo quốc lộ số 7. Một con đường bỏ hoang từ thời kỳ Pháp thuộc. Ngày 19 tháng 3, Phú Bổn và phần còn lại của Quảng Trị thất thủ. Suốt con đường bao nhiêu hình ảnh khổ cực. Tàn hoang chết chóc, các cụ già, các em bé phải đi bộ. Huế và Đà Nẵng bị đe dọa nặng. Dân tị nạn đổ dồn về Đà Nẵng. Cầu Không Giận được thiết lập nối liền Sài Gòn, Đà Lạt. Ngày 20 tháng 3, dân tị nạn đổ về hướng Nam, chạy nạn trong cảnh chết chóc tang thương. An Lộc thất thủ, Huế đang ở trong gọng kìm của Cộng quân. Tính đến ngày nay, Cộng quân đã chiếm 8 tỉnh trong số 44 tỉnh của miền Nam. Ngày 21 tháng 3, Huế thất thủ, bắt việc tấn công Quảng Đức, Gia Nghĩa, Khánh Dương. Có thể nói, Sài Gòn lần tấn công này của Cộng quân mạnh hơn hồi Tết Mậu Thân. Ngày 23 tháng 3, một tàu chở dân tị nạn Huế bị bão đánh chìm ngoài biển Đà Nẵng. Trời không tha dân lành. Đến ngày 24 tháng 3, Tam Kỳ tức Quảng Tín bị thất thủ. Quảng Đức và Quảng Ngãi cũng rơi vào tay Cộng quân. Ngày 25 tháng 3, dân số ở Đà Nẵng lên tới 1,5 triệu. Tổng thống Thiệu yêu cầu Thủ tướng Trần Kỳ Kim cải tổ nội các. Và ngày 26 tháng 3, nhiều đơn vị quân đội bắt đầu hỗn loạn, mất tinh thần sau những cuộc tháo chạy. Nhiều cảnh thanh toán nhau diễn ra tại Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3, Đà Nẵng lâm nguy với các mũi dùi của Bắc Việt, Bảo Lộc, Lâm Đồng cùng chung số phận. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tướng Kỳ tái xuất hiện đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Hai nghị sĩ, một giáo sư, ba tướng lãnh và ba ký giả bị bắt vì âm mưu đảo chính. Dân tị nạn lên tới 2 triệu. Ngày 28 tháng 3, Hội An, Lâm Đồng lọt vào tay Cộng quân. Đà Nẵng vô cùng nguy ngập. Và ngày 29 tháng 3, các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa neo tàu ngoài khơi Đà Nẵng để chỉ huy binh lính. Dân chúng không còn đường để tháo chạy. Và ngày 30 tháng 3, đúng 3 giờ sáng, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút bỏ Đà Nẵng, mặc dù các đơn vị chiến đấu đang còn giao tranh ác liệt với Bắc Việt. Cuối cùng, ngày 31 tháng 3, Quy Nhơn bị tấn công, Nha Trang bị pháo kích. Dân miền duyên hải này ù nhau kéo về Sài Gòn. Khối Phật giáo Ấn Quang xuống đường đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Cụ Hoàng Bảo Đại tuyên bố tại Paris
sẵn sàng làm trung gian cho hai bên tại miền Nam. Thưa quý khán giả, vào ngày 1 tháng 4, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang hoàn toàn được nộp cho Bắc Việt. 14 trên 44 tỉnh của miền Nam bị mất. Bắc Việt kêu gọi dân chúng tự động đứng lên lật đổ Tổng thống Thiệu. Vào ngày 2 tháng 4, đa số tuyệt đối thượng nghị sĩ tại Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh kết án Tổng thống Thiệu và đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố một cuộc tấn công của Cộng quân vào thẳng Sài Gòn rất có thể xảy ra. Cam Ranh thất thủ. Ngày 3 tháng 4, qua trung gian phái đoàn của mặt trận tại Tân Sơn Nhất, phía mặt trận cho biết sẵn sàng ngưng chiến và hòa đàm với một chính phủ không có Tổng thống Thiệu. Hội đồng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Khiêm từ chức, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng. Mặt trận tuyên bố thẳng rằng họ chỉ thương tiếc khi Tổng thống Thiệu ra đi. Một âm mưu đảo chính khác bị lộ, nhiều người bị bắt. Cần Thơ bị pháo kích lần đầu kể từ 7 năm nay, và một máy bay Mỹ chở cô nhi tị nạn rơi gần Sài Gòn. Ngày 6 tháng 4, một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa tự động chiếm lại Nha Trang, nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Đến ngày 8 tháng 4, Dinh Độc Lập bị dội bom, viên phi công lấy máy bay ra vùng mặt trận mới chiếm. Xe tăng Cộng quân mở cuộc tấn công Chân Thành, cách Sài Gòn 30 cây số. Đến ngày 9 tháng 4, chiến trường Xuân Lộc bùng nổ, Hà Nội gửi phi cơ vào những vùng mới chiếm đóng. Các phong trào nhân dân ở Sài Gòn tiếp tục đòi Tổng thống Thiệu từ chức. Đến ngày 14 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn trình diện. Ngày 15 tháng 4, kho bom lớn nhất miền Nam tại Biên Hòa bị Cộng quân đặt kiếp nổ phá tan. Phi trường Biên Hòa bị pháo tới tấp. Vào ngày 16 tháng 4, Phan Rang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống Thiệu từ chức để cứu vãn tình hình. Ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn Bắc Việt gồm 100.000 quân thị chiến tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. 19 tháng 4, trưởng phái đoàn Mặt trận Giải phóng đòi các nhân dân Mỹ, kể cả đại sứ Martin, rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hội đàm. Và ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu tuyên bố từ chức, trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Mặt trận Giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ, không người của Tổng thống Thiệu. Ngày 23 tháng 4, Hàm Tân thất thủ, căn cứ không quân Biên Hòa dời về Sài Gòn. 125.000 quân Bắc Việt và mặt trận đang dây 55.000 quân Sài Gòn quanh biệt khu thủ đô. Tại Đại học Tulane ở New Orleans, Tổng thống Ford tuyên bố đối với nước Mỹ, chiến tranh Đông Dương đã chấm dứt. America can regain the sense of pride that existed before Vietnam, but it cannot be achieved by refighting a war that is finished, as far as America is concerned. Ngày 24 tháng 4, nội các Nguyễn Bá Cẩn từ chức. Đến ngày 25 tháng 4, Tổng thống Hương cử một phái đoàn tổng trưởng đi Hà Nội, nhưng Bắc Việt bác đề nghị đó. Ngày 26 tháng 4, Quốc hội bằng lòng trao quyền Tổng thống cho bất cứ ai do Tổng thống Hương chỉ định. Đến ngày 27 tháng 4, Sài Gòn, đường Sài Gòn Vũng Tàu bị cắt đứt. Và đến ngày 28 tháng 4, Đại tướng Minh chính thức nhậm chức Tổng thống. Nghị sĩ Vũ Văn Mẫu làm Thủ tướng.
Cộng quân vẫn không chấp nhận đề nghị hòa đàm và họ vẫn đánh. Cuối cùng, 29 tháng 4, phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo dữ dội. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra lệnh người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam tức khắc, trong vòng 24 tiếng. Trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền. Đài Mặt trận Giải phóng, đài chính quyền Sài Gòn, hãy đầu hàng. Thưa quý khán giả, phần tổng kết tin tức của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin kính chào quý khán giả. Ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị những hình ảnh của những ngày cuối cùng tại thủ đô Sài Gòn. Vào lúc 5 giờ chiều, ngày 28 tháng 4, có một buổi lễ rất trọng thể, bàn giao giữa Đại tướng Dương Văn Minh và cụ Trần Văn Hương để hy vọng tìm một giải pháp với Cộng sản. Người dân Sài Gòn lo âu, tìm cách thoát thân bằng mọi phương tiện. Có người đi đến Vũng Tàu tìm ghe thuyền để ra đi. Tại Sài Gòn, mọi người kéo nhau đến tòa đại sứ Hoa Kỳ để hy vọng được đi bằng hàng không. Mọi người đã có kinh nghiệm xương máu sống dưới chế độ Cộng sản sau năm 1954. Xin anh cứ nói thẳng ai làm anh đâu. Xin anh cứ nói thẳng ai làm anh buồn. Xin anh cứ nói thẳng ai làm gia đình anh tan tác, quê hương anh điêu tan. Ai làm dân lành lầm than. Xin anh cứ nói thẳng ai dừng hơn trăm. Xin anh cứ nói thẳng ai diệt nghĩa tình. Xin anh cứ nói thẳng ai làm bao người lênh đênh biển cả. Ai làm đời chẳng nở hoa. Ai làm tình người chia. Nói đi anh sao anh câm lặng. Nói đi anh sao anh bất động. Các chiếc máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam sau khi đến hạm đội 7 thì bị xô xuống biển. Có những chiếc phải đáp xuống biển ngay vì trên đệ thất hạm đội không có chỗ đáp. Vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4, Đại sứ Martin và các cộng sự viên đã rời tòa đại sứ và đi bằng trực thăng ra đến hạm đội 7. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 12 giờ 30, 30 tháng 4 năm 1975. Tên Việt Cộng Bùi Văn Tùng bắt Đại tướng Dương Văn Minh đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng. Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương đã giải tán hoàn toàn từ trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, người dân lo tìm đường thoát thân, lấp bằng đường hàng không, lấp đường biển. Có người băng rừng đi bộ, nghĩa là tìm đủ mọi cách để xa lánh chế độ Cộng sản. Hàng vạn thân xác đã bỏ mình trên biển cả hay trốn rừng sâu. Cộng sản sau đó lùa tất cả quân dân cán chính vào nhà tù, gọi là cải tạo. Chúng dối trá, bảo chỉ, đi học tập vài ngày. Nhưng sau đó thì những người tù này có người ở vài năm, có người ở tới 17-20 năm, hàng ngàn người đã bỏ thây trong những trại tù tàn ác. Từ khi cưỡng chiếm miền Nam cho tới nay đã 37 năm trôi qua,
Cộng sản càng ngày càng lộ bộ mặt ác với dân, hèn với giặc, bán đất, bán biển cho tàu cộng. Chúng để cho tàu cộng tràn ngập cả nước Việt Nam. Nhiều làng mạc của tàu mọc lên, nơi đó chỉ nói tiếng tàu và họ cấm người dân Việt lui tới. Họ cho tàu khai thác bô xít ở Tây Nguyên, tranh giành công ăn việc làm của người dân Việt. Trên biển, tàu cộng tha hồ tung hoành, đánh đập, cướp hải sản và bắt ngư dân Việt để đòi tiền chuộc. Cộng sản vơ vét tiền của, ăn cắp, ăn cướp của dân, cướp luôn đất đai của nhà thờ, chùa chiền, bán cho ngoại quốc trục lợi. Dân chúng biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng, Cộng sản đã thẳng tay đàn áp, đánh đập tàn nhẫn và bỏ vào tù. Đồng lòng xót thương, người dân đồng cảnh ngộ, ca nhạc sĩ Việt Khang đã viết lên những lời nhạc uất ức, bi phẫn, báo động họa mất nước, nên liền bị Cộng sản bắt giam vào tù. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Chiến dịch trả thù của Cộng sản lại giam cầm quân dân cán chính rất dã man, vừa làm việc cực khổ, vừa bị bỏ đói thường xuyên. Vợ con của họ phải lặn lội từ Nam ra Bắc thăm chồng, nhiều khi không gặp. Các bà vợ của người tù Cộng sản đã tâm sự. Anh ở tù bao lâu thưa chị? Tù cũng hơn 8 năm á. Lúc đó thì chị đi thăm nuôi như thế nào? Đi thăm nuôi hàng tháng. Hàng tháng đi thăm rồi đem hai đứa nhỏ đi theo, hai đứa con nhỏ. Cháu 3 tuổi và cháu 1 tuổi vì sinh 75 á. Khi mà chị đi vào thăm anh ở trong tù thì cái cảm giác đầu tiên của chị khi mà thấy anh thì chị cảm thấy như thế nào? Khi thấy thì quá như ngàn nga không nói chi được nữa. Thấy thì quá như là người mình thấy là nức nở luôn chứ không thể nói chi được nữa. Bởi chị lo là bởi sách lên thôi, còn khi mà gặp á, gặp là ở nhà thì chuẩn bị là lên để nói những chuyện nhà, nhưng mà lên là thấy là cứng miệng luôn không nói gì được hết. Vì thấy mừng quá, một phần là mừng, rồi một phần là thấy chồng mình quá thế thảm, tưởng tượng được mặc một bộ đồ tù mà mặt mày thì hốc hác, lúc ở nhà thì khác, nhưng mà ra đi cỡ thời gian sau là thấy người đã khác rồi. Tù bao lâu ạ? Dạ thưa tôi 6 năm chị. Cho anh em chúng tôi xúc động. Những người bị Việt Cộng nó bắn trên mặt tôi mà trong trại tù. Tôi là Huỳnh Minh Phụ, đại trưởng trinh sát của sư đoàn 1 bộ binh. Thưa chị, em thì em nghĩ rằng vợ chồng là đó là cũng là một cái duyên số thôi. Với hơn nữa là thứ nhất là khi mà em gặp mà ông xã của em á, thì hồi đó là ông đi ở tù về thì em thấy rất là tội nghiệp. Thì nghĩa là buổi sáng thì đi làm củi, đi gánh củi, buổi chiều đi về. Thì tự nhiên em thấy là em thấy thương cái hoàn cảnh như vậy, rồi tự nhiên cái tình thương nó đến, rồi em nghĩ là vợ chồng nó cũng là cái duyên số thôi. Thì đến khi em gặp vợ chồng em thì thành nghĩa là hai vợ chồng cũng chung đám cưới rồi chung sống với nhau, một cuộc sống rất là vất vả. Em cũng không nghĩ rằng cuộc đời mình sau này sẽ như vậy để được qua Mỹ, nhưng mà vì thời gian đó là tụi em sống là rất là khổ, là vì chồng của em á
đi rừng, đi củi, xong rồi đi xe thồ, rồi đi đi trầm, đi đáy vàng, đi nhiều lần ở trong rừng. Các trường học, từ tiểu học, trung học và đại học, chúng đều len lỏi, mưu mô treo cờ đỏ sao vàng, biểu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng những âm mưu này đều bị cộng đồng người Việt khám phá và bẻ gãy. Điển hình là vụ biểu tình hạ cờ máu Cộng sản tại trường Đại học UT Arlington với hàng ngàn đồng hương biểu tình và với sự làm việc tích cực của các em sinh viên Việt Nam tại đây. Xuống